Cha đẻ dòng game Final Fantasy nói gì về FF16? Cha đẻ dòng game Final Fantasy Hironobu Sakaguchi đã chia sẻ ý kiến của mình về Final Fantasy 16 sau khi ông hoàn thành tự game. Các giả gốc của series Final Fantasy là Hironobu Sakaguchi mới gần đây đã dành nhiều lời nhận xét cá nhân cho phần mới nhất trong loạt game nhập vai nhiều phần cùng tên Final Fantasy 16 Kể từ khi Sakaguchi giúp tạo ra phần đầu tiên của series được yêu thích vào năm 1987, tự game hàng đầu của Square Enix đã phát triển thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trong làng game. Phần thứ 16 trong series chính đã có những thành công tương tự như những người tiền nhiệm của nó với xác nhận 3 triệu đơn vị đã được bán ra trong vòng một tháng kể từ khi ra mắt. Và mới đây người sáng tạo ban đầu của Final Fantasy đã có những lời nhận xét về trò chơi để chia sẻ đến các game thủ. Sự nổi tiếng của Final Fantasy 16 đã rõ ràng ngay từ khi nó được phát hành với việc người hâm mộ và các nhà phê bình ca ngợi cốt truyện và nhân vật của trò chơi từ rất sớm. Final Fantasy mới nhất đã có lần ra mắt đáng tự hào vì là tựa game có doanh số tốt nhất so với bất kỳ trò chơi PS5 nào tại Nhật Bản. Thậm chí còn vượt qua những trò chơi rất được mong đợi như Hogwarts Legacy. Nhiều người sẽ ca ngợi câu chuyện của trò chơi như một sự trở lại của nhượng quyền thương mại, chuyển sang bối cảnh giả tưởng truyền thống hơn sau phần game Final Fantasy 15 được hiện đại hóa. Và tác giả ban đầu của Final Fantasy cũng đã ca ngợi Final Fantasy 16 sau khi hoàn thành trò chơi. Một bài đăng gần đây từ Sakaguchi đã tiết lộ rằng ông đã hoàn thành Final Fantasy 16 vào đầu tuần này. Trong phần đánh giá ngắn gọn nhưng thú vị về trò chơi, Ông ấy đã gọi Final Fantasy 16 là trò chơi Final Fantasy đỉnh cao sau khi bản thân ông ấy hoàn thành trò chơi. Sakaguchi đã làm việc với Square Enix trong 20 năm và từng là đạo diễn trong năm trò chơi Final Fantasy đầu tiên, sau đó tiếp tục phục vụ ở vị trí điều hành của series cho đến Final Fantasy 10, hai năm 2003. Sakaguchi rời Square Enix vào năm 2003 và sau đó thành lập studio độc lập của riêng mình có tên là Midwalker. Mặc dù việc Hironobu Sakaguchi rời công ty là lúc danh tiếng của ông được biết tới nhiều nhất, nhưng tên tuổi của ông không còn xa lạ gì với ngành công nghiệp game từ lâu. Sự phát triển của Sakaguchi là Midwalker đã giúp tạo ra thương hiệu JRPG Blue Dragon được yêu thích Hợp tác với họa sĩ vẽ minh họa loạt truyện tranh Dragon Ball nổi tiếng Akira Toriyama, Midkoker cũng đã sản xuất một trong những trò chơi được đánh giá cao nhất của Apple Arcade là Fantasian, hiện được đồng đại là sẽ đến với Steam trong TU OpenGL. Thành công ban đầu của Final Fantasy 16 đã khiến nhiều người hâm mộ hy vọng hơn vào tương lai của trò chơi, suy đoán rằng sẽ còn DLC có thể sẽ đến với trò chơi. Một cuộc phỏng vấn gần đây với IOCP cũng đã gợi ý về khả năng giới thiệu một chương DLC dành cho nhân vật chính của Final Fantasy được người hâm mộ yêu thích là Cid.